Sau thời gian dài giao tranh vế tắc, lực lượng Moscow đã lấy lại động lực chiến đấu, tiến thẳng đến trung tâm Bakhmut. Điểm xấu gì đang ẩn giấu ở từ điện này? Ở diễn biến khác, tài liệu giúp Ukraine phản công của Mỹ và NATO do gì? Có nội dung gì nhạy cảm? Lầu năm góc phản ứng ra sao? Đáng chú ý chuyên gia chỉ ra sắp phản công, Ukraine chuẩn bị huy động binh lực và vật lực quy mô cực lớn. Không kém cạnh, Nga được cho là đang thành lập các đơn vị tác chiến đô thị mới. Căng thẳng đôi bờ eo biển Đài Loan tiếp tục gia tăng. Nhà lập pháp Mỹ đề nghị các nước khác bán vũ khí cho đảo Đài Loan. Bà Thánh Văn kêu gọi Trung Quốc kiềm chế sau cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Tin tức khác, Nhật Bản gia hạn các lệnh trừng phạt với Triều Tiên lý do là gì? 19 người Nhật ở Campuchia bị bắt do cáo buộc lừa đảo qua điện thoại ở cuối bản tin chiêm ngưỡng tranh chân dung khổng lồ của danh họa Picasso ở Ý. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với chương trình tin quốc tế mở đầu bản tin ngày hôm nay. Mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật tình hình sục sôi ngày đêm ở chảo lửa Đông Âu. Thưa quý vị, thành phố Bakhmut miền đông Ukraine đang bên bờ vực nguy hiểm khi Nga bất ngờ lấy lại động lực chiến đấu mạnh mẽ. Đội quân của Moscow được cho là đã thẳng tiến về trung tâm thành phố sau nhiều tháng ra sức giết vòng vây. Newsweek hôm mùng 7 tháng 4 cho biết thông tin trên được Bộ Quốc phòng Anh công bố trong một bài đăng trên Twitter. London còn cho biết thêm các tuyến đường tiếp tế quan trọng của Ukraine ở phía tây Bakhmut có khả năng bị đe dọa nghiêm trọng khi lực lượng Nga đã tiến đến trung tâm thành phố kiểm soát bờ tây sông Bakhmut khả, chảy qua các khu dân cư. Trước đó vào hôm mùng 6 tháng 4, Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ cũng cập nhật lực lượng Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công trên bộ vào Bakhmut và đạt tiến bộ quanh khu vực trung tâm. Đến hôm mùng 7 tháng 4, Bộ Tổng Tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine xác nhận, Nga tiếp tục tập trung tung các đòn đánh mới ở Bakhmut. Trận chiến giành Bakhmut vẫn tiếp tục, Nga hiện diện khắp các tuyến đường nhưng thất bại trong nỗ lực bao vây thành phố. Andriy Yermak, tránh văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết. Ngày 6 tháng 4, ông chủ công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga nói rằng quân Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu từ bỏ Bakhmut, do đó Moscow không nên quá lạc quan. Ông cũng nhấn mạnh, ngay cả khi Kiev rút lui, phía Wagner vẫn rất cần quân đội chính quy Nga giúp sức để tiếp tục tiến công. Tờ New York Times đưa tin các tài liệu chi tiết của Mỹ và NATO về kế hoạch giúp Ukraine mở cuộc tấn công mùa xuân chống Nga đã bị dò dỉ trên các nền tảng mạng xã hội. Lầu Năm Góc tuyên bố đang điều tra vụ vi phạm an ninh nghiêm trọng nói trên. Phó thư ký báo chí của Bộ Quốc phòng Anh Sabrina Singh cho biết, Lầu Năm Góc đã nhận được báo cáo về các bài đăng trên mạng xã hội và đang xem xét diễn biến trên. Theo New York Times, các tài liệu mật của Mỹ và NATO đã bị lan truyền trên Twitter và Telegram. Trong đó có nội dung chi tiết tiết lộ kế hoạch vận chuyển vũ khí, sức mạnh tấn công của các tiểu đoàn Ukraine cùng nhiều thông tin nhạy cảm khác. Các nội dung trong tài liệu đã được tổng hợp ít nhất trong vòng 5 tuần, lần cập nhật gần nhất là vào ngày 1 tháng 3. Một thông tin trong số đó tóm tắt lịch trình huấn luyện cho 12 lữ đoàn chiến đấu của Ukraine, trong đó có 9 đơn vị được lực lượng Mỹ và NATO đào tạo. Kênh tin tức Fox News mới đây cho rằng việc Ukraine chuẩn bị cho đợt phản công mùa xuân có lẽ sắp tới sẽ có đợt huy động binh lực và vật lực ở quy mô cực lớn. Fox News dẫn phân tích của các chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Chiến tranh gọi tắt là ESVK cho biết dựa trên thông tin mà Nga và Ukraine tiết lộ có thể thấy Kiev đang chuẩn bị cho một đợt tấn công mới vô cùng quan trọng. Georg nhà phân tích về Nga, đồng thời là lãnh đạo nhóm tình báo địa không gian thuộc Viện Nghiên cứu Chiến tranh nhận định Cuộc phản công tiềm tàng của Ukraine trong thời gian tới có thể vẽ lại bản đồ khu vực nếu họ thành công. Ông Boros cho biết bản thân ông và các cộng sự dự đoán, đòn đánh mới của Ukraine có thể sẽ diễn ra trong vòng 2 tháng tới. Kể từ tháng 12, Bakhmut đã trở thành chiến trường trọng điểm, chứng kiến các cuộc giao tranh tàn khốc với kiểu xung đột chiến hảo giống như khung cảnh thế chiến. Tuy nhiên, các nhà phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh tin rằng Ukraine và Nga đang hướng đến một phần thưởng lớn hơn, đó là khu vực Zaporizhia, đây là nơi tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố đã sáp nhập vào cuối tháng 9. Theo viện nghiên cứu Zaporizhia có giá trị đáng kể đối với cả Ukraine và Nga. Ông Borod giải thích rằng Ukraine cần khu vực này để tiếp cận cảng biển Azov và ngành công nghiệp khoáng sản ở vùng Zaporizhia và khu vực Donetsk ở phía đông. Đồng thời Zaporizhia cũng là bàn đạp để Ukraine giành lại quyền kiểm soát một số khu vực của Kherson từ tay Nga. Zaporizhia nằm giữa Kherson và Donetsk, nên nơi này cũng vô cùng quan trọng nếu Ukraine muốn giành lại các tuyến đường biển xa về phía tây như là Odessa, cũng như ngăn chặn khả năng Nga tiếp tế cho lực lượng Crimea thông qua Kherson. Ukraine có thể lấy lại khu vực Zaporizhia để đẩy lực lượng Nga ra khỏi Kherson và tiến quân về phía đông bắc thông qua Donetsk và đến bán đảo Crimea, nơi Nga kiểm soát được từ năm 2014. Nếu muốn như vậy, Kiev vẫn phải đảm bảo làm chủ mọi tuyến đường nói trên. Chuyên gia Baros chỉ ra quy mô cuộc phản công mùa xuân sắp tới của Ukraine dự kiến sẽ tăng gấp đôi so với cuộc tấn công vào năm ngoái. Ngoài ra, Kiev còn triển khai những lữ đoàn mới tinh nhuệ để dẫn dắt các lực lượng tấn công. Nhà phân tích cho biết thêm, Ukraine có thể tái sử dụng chiến thuật tương tự năm ngoái và nhắm vào nhiều khu vực trọng yếu như Bạc Mụt. Nhóm nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh đánh giá rằng Ukraine có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến chống Nga nếu tận dụng được thời điểm Moscow còn do dự trong việc huy động thêm quân đến tiền tuyến. Đồng thời lực lượng của Moscow ở Ukraine cũng đang thiếu vũ khí và có phần kiệt quệ tinh thần. Theo ISVK, Ukraine sẽ đặt ra một loạt tình huống khó xử về quân sự và hậu cần cho quân đội Nga, từ đó buộc Moscow phải chuyển trọng tâm trong kế hoạch của mình. Kiev đã nói rằng họ sẽ cố gắng kết thúc cuộc chiến vào cuối năm nay. Tuy nhiên, sau khoảng 4 tháng, Nga-Ukraine không có gì đột phá. Các quan chức quốc phòng Mỹ bao gồm Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, tướng Mark Malley, tỏ ra nghi hoặc khả năng đó. Bình luận về cuộc diện trên, ông Baruch nói rằng giai đoạn đình trệ trong xung đột là bình thường. Khoảng nghỉ đó cho phép quân đội tái trang bị và hồi sức. Nếu Ukraine muốn nhanh chóng kết thúc cuộc chiến, họ sẽ tiếp tục thúc đẩy hoạt động trong những tháng mùa đông. Nhưng với điều kiện Hoa Kỳ và NATO viện trợ quân sự đầy đủ. Trong khi đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh cũng báo cáo rằng các chỉ huy quân đội của Nga đang thành lập nhiều đơn vị chuyên tác chiến đô thị hướng đến mục tiêu đánh chiếm các thành trì quan trọng của Ukraine. Ukraska Pravda hôm 7 tháng 4 cho biết. Trích dẫn thông tin đáng tin cậy do một sĩ quan dự bị Ukraine thu được, Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết phía Nga đang tuyển dụng lực lượng dự bị để thành lập các đại đội tác chiến đô thị mới. Mỗi đại đội được cho là bao gồm 100 người. Họ sẽ nhận nhiệm vụ chiến đấu trong các thành phố hoặc tại các khu vực địa hình phức tạp nhằm kiểm soát các mục tiêu quan trọng như thành trì, sở chỉ huy và trung tâm liên lạc của Kiev. Việc này cũng lưu ý thêm các đơn vị mới của Nga có khả năng sẽ được triển khai chủ yếu dọc theo tiền tuyến ở thành phố Abdiovka, Donetsk, nơi lực lượng tác chiến phía Nam chưa đạt được tiến bộ dù tiến hành hàng loạt cuộc tấn công. Viện nghiên cứu chiến tranh cho biết các lính mới được đào tạo từ 10 đến 15 ngày để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp. Được biết một số người trong lực lượng này đã có kinh nghiệm chiến đấu. Theo trang tin Ukrainska Pravda, tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đã hối thúc Ukraine từ bỏ Crimea, nhượng bán đảo ở biển Đen này cho Nga để chấm dứt xung đột. Ông Silva còn nói thêm rằng nhà lãnh đạo Volodymyr Zelensky không thể một lúc có được mọi thứ. Trong cuộc họp báo hôm 6 tháng 4, tổng thống Brazil nói tổng thống Nga không thể chiếm lãnh thổ Ukraine. Vấn đề bán đảo Crimea có thể sẽ tiếp tục được thảo luận trong thời gian tới. Ông chủ điện Kremlin cần cân nhắc xem ông ấy muốn những gì. Tương tự Tổng thống Ukraine cũng không thể quá tham vọng và muốn có mọi thứ trong tay. Thế giới cần yên bình, chúng ta phải tìm ra giải pháp. Được biết, Nga đã đơn phương sắp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014 bất chấp phản đối của Ukraine và cộng đồng quốc tế. Ukraine từng kỳ vọng các biện pháp chính trị và ngoại giao có thể giúp nước này trở lại kiểm soát bán đảo. Nhưng mọi thứ đã vỡ tan khi chiến sự bùng nổ hồi tháng 2 năm ngoái. Đến nay, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vẫn từ chối đàm phán với Moscow. Ukraine yêu cầu Nga phải rút toàn bộ quân khỏi đất nước. Các đồng minh phương Tây, đặc biệt là Vương quốc Anh, ủng hộ lập trường này. Cũng có nhiều ý kiến phản đối việc Ukraine nhượng Crimea cho Nga, vì cho rằng việc đó có thể khuyến khích Moscow tiến hành các cuộc tấn công mới và giành thêm lãnh thổ của Ukraine. Trong khi đó, theo kết quả một cuộc khảo sát, đa số người dân Kiev cũng phản đối việc chuyển giao bán đảo Crimea. Một cuộc thăm dò vào tháng 2 và tháng 3 của Viện Xã hội Học Quốc tế Kiev cho thấy, 87% người Ukraine xem xét mọi quyết định nhượng bộ lãnh thổ để thiết lập hòa bình với Nga là không thể chấp nhận được. Trong khi đó, 64% người Ukraine muốn giành lại toàn bộ lãnh thổ, bao gồm cả Crimea. Mặc dù mơ hồ, nhưng Tổng thống Lula của Brazil cũng đã đưa ra một đề xuất hòa giải xung đột. Ông dự kiến trình bày đề xuất của mình với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Bắc Kinh vào tuần tới. Chưa dừng lại ở đó, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva hôm 7 tháng 4 đã chỉ trích Mỹ và EU vì chân chừ tìm giải pháp hòa bình cho khủng hoảng ở Ukraine. Nhà lãnh đạo nói rằng các quốc gia phát triển, đặc biệt là Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ, không nên vội vàng tham gia vào xung đột mà không chú tâm tìm cơ hội đàm phán. Tổng thống da Silva nhấn mạnh Brazil ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các nước và không ủng hộ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Ông cho rằng cả Nga và Ukraine đều đang chờ các nước khác làm cầu nối hòa bình. Hồi tháng trước, nhà lãnh đạo còn khẳng định Nga là quốc gia bảo đảm hòa bình lâu dài cho thế giới. Tổng thống Brazil cũng đề nghị thiết lập cơ chế quốc tế mới tạo cơ sở cho các cuộc đàm phán giữa Moscow và Kiev. Ông cũng bày tỏ sẵn sàng làm trung gian hòa giải trong các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky cũng liên quan đến nỗ lực giành lại Crimea từ Nga của Ukraine. Ukraine Pravda hôm 7 tháng 4 cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nói rằng, với tư cách là nguyên thủ quốc gia, Tổng thống Volodymyr Zelensky nên cân nhắc nguyện vọng của người dân trước khi đưa ra quyết định giải phóng bán đảo mà Nga đơn phương sát nhập. Ngoại trưởng Mỹ Blinken nói Ukraine là một quốc gia dân chủ, Tổng thống Volodymyr Zelensky chịu trách nhiệm lãnh đạo đất nước, tuy nhiên ông ấy vẫn phải cởi mở tiếp nhận ý kiến của người dân. Vị quan chức tuyên bố, cùng với nhiều quốc gia khác, Mỹ sẵn sàng giúp Ukraine bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và độc lập quốc gia, cũng như giành lại những vùng đất đã rơi vào tay Nga, bao gồm một cuộc phản công tiềm tàng. Trong một lần phát biểu trước Quốc hội, ông Blinken cho rằng, ngoại giao có thể đóng vai trò đáng kể vì Ukraine có thể quyết định không giành lại tất cả lãnh thổ bằng biện pháp quân sự. Ông Mikhail Podolyak, cố vấn văn phòng tổng thống Ukraine hôm 6 tháng 4 đã khẳng định, Kiev sẽ không nhượng bộ Nga trong vấn đề Crimea. Ở diễn biến khác, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không cấp bất kỳ loại vũ khí nào để Nga dùng trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. NHK hôm 7 tháng 4 dẫn nguồn tin ngoại giao của Pháp cho biết Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã mạnh mẽ kêu gọi nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết không cấp vũ khí cho Nga khi đôi bên hội đàm tại Bắc Kinh vào hôm 6 tháng 4. Sự kiện trên xảy ra giữa lúc Trung-Nga đang có quan hệ ngày một nồng ấm. Hai nhà lãnh đạo Trung Pháp cũng đã thống nhất quan điểm các nước không nên sử dụng vũ khí hạt nhân. Sau cuộc đàm phán với ông Macron, Chủ tịch Tập Cận Bình đã có cuộc trao đổi với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Bà Leyen đã đề cập đến vấn đề Đài Loan trong cuộc gặp, trong đó nhấn mạnh sự ổn định ở eo biển Đài Loan là điều tối quan trọng. Nếu quan chức khẳng định không nước nào được đơn phương thay đổi hiện trạng bằng vũ lực trong khu vực. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhấn mạnh vấn đề Đài Loan là lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Thật là hão huyền nếu mong đợi Bắc Kinh thỏa hiệp trong vấn đề này. Chuyển sang tình hình ở Châu Á Thái Bình Dương. Thưa quý vị, một nhà lập pháp cấp cao của Mỹ ngày 7 tháng 4 tuyên bố đang nỗ lực hết sức để đẩy nhanh việc cung cấp vũ khí cho đảo Đài Loan. Ông cũng đề nghị các quốc gia khác có thể bán vũ khí cho Hòn đảo với sự cho phép của chính phủ Mỹ theo tờ. Phát biểu với báo giới trong chuyến đi tới Đài Loan, ông Michael McHull, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ nhấn mạnh Hòn đảo cần có khả năng tiếp cận vũ khí do phải đối mặt với các thách thức từ Trung Quốc. Về vấn đề vũ khí, chúng tôi đang làm mọi thứ trong khả năng để đẩy nhanh việc chuyển giao. Ông Macron phát biểu trong cuộc họp với người đứng đầu cơ quan lập pháp Đài Loan, Yu Shikun. Ông nhấn mạnh cần phải giúp Đài Loan trở nên mạnh mẽ hơn và hỗ trợ khả năng phòng thủ của hòn đảo. Theo vị quan chức Mỹ, một số đề xuất để chuyển giao vũ khí đến Đài Loan nhanh hơn bao gồm việc thay đổi ưu tiên và yêu cầu chính phủ Mỹ cho phép các nước khác cung cấp vũ khí cho hòn đảo. Kể từ năm ngoái, Đài Loan đã lên tiếng về việc chậm trễ trong các chuyến hàng vũ khí từ Mỹ, chẳng hạn như tên lửa phòng không Stinger, khi các nhà sản xuất chuyển nguồn cung sang Ukraine. Mỹ là nhà cung cấp vũ khí quan trọng nhất của Đài Loan, động thái khiến Trung Quốc thường xuyên chỉ trích. Theo Reuters, ông Macron đang dẫn đầu một phái đoàn đến thăm Đài Loan, diễn ra cùng thời điểm nhà lãnh đạo Thái Anh Văn gặp gỡ Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy ở Los Angeles. Khác với năm ngoái, khi chuyến thăm của bà Nancy Pelosi khiến Trung Quốc tức giận, tổ chức hàng loạt cuộc tập trận Bắc Kinh lần này im mắng hơn trước cuộc gặp vừa diễn ra trên đất Mỹ. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và sẵn sàng sử dụng vũ lực để thu hồi nếu cần. Cũng nói với Đài Loan, NHK đưa tin, nhà lãnh đạo Thái Anh Văn ngày 7 tháng 4 đã kêu gọi Trung Quốc kiềm chế sau khi Bắc Kinh cảnh báo về cuộc gặp giữa bà Thái với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy ở Los Angeles. Bà Thái đưa ra tuyên bố trên sau cuộc gặp với các phóng viên. Theo nhà lãnh đạo, cơ hội gặp trực tiếp các quan chức Mỹ mang lại lợi ích cho hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan. Bà nhấn mạnh việc một nhà lãnh đạo Đài Loan quá cảnh ở Mỹ là điều bình thường và hy vọng Trung Quốc sẽ kiềm chế không phản ứng quá mức về quan điểm rằng mỹ sẽ không hỗ trợ đài loan trong trường hợp khẩn cấp bà thái cho biết những nghi ngờ như vậy là do thiếu thông tin nói về chuyến đi vừa qua bà thái tuyên bố bà cảm nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ mỹ đối với hòn đảo theo bà các cuộc thảo luận với chủ tịch hạ viện mỹ và các thành viên quốc hội mỹ đã gửi thông điệp rõ ràng tới người dân đài loan và thế giới ở diễn biến khác liên quan nói với cuộc gặp giữa bà thái và ông kevin mccarthy tại mỹ tránh văn phòng nội các nhật bản matsumo hirokazu cho biết nước này đang theo dõi chặt chẽ tình hình ông nói rằng hòa bình và ổn định của eo biển đài loan không chỉ có quan trọng đối với an ninh Nhật Bản mà còn đối với sự ổn định của cả cộng đồng quốc tế. Ông nói thêm Tokyo hy vọng vấn đề sẽ được giải quyết một cách hòa bình thông qua đối thoại. Ông Masuno cũng cho biết Nhật Bản sẽ tiếp tục cân nỗ lực ngoại giao bao gồm cả việc trực tiếp trao đổi với Trung Quốc về tầm quan trọng của hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan. Ở diễn biến khác, NHK ngày 7 tháng 4 dẫn thông báo của chính phủ Nhật Bản cho biết, nước này quyết định gia hạn lệnh trừng phạt với Triều Tiên thêm 2 năm. Viện lý do Bình Nhưỡng thường xuyên phóng tên lửa đạn đạo. Năm 2006, Nhật Bản đã áp lệnh trừng phạt lên Triều Tiên sau khi nước láng giềng tiến hành các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo. Hai biện pháp trừng phạt bao gồm lệnh cấm các tàu Triều Tiên cập cảng và lệnh cấm vận thương mại sẽ hết hiệu lực vào ngày 13 tháng 4. Chính phủ Nhật Bản đưa ra quyết định vào ngày 7 tháng 4, Viện Lý do Bình Nhưỡng tiếp tục thử nghiệm các loại tên lửa đạn đạo khác nhau với tần suất chưa từng có. Tokyo còn trích dẫn sự thiếu tiến bộ trong nỗ lực giải quyết vấn đề công dân. Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc. Tránh văn phòng nội các Masuno Hirokazu thông báo Nhật Bản sẽ hợp tác với cộng đồng quốc tế và nỗ lực hết sức để tìm giải pháp cho các vấn đề trên. Liên quan đến tình hình nội bộ Hàn Quốc, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 7 tháng 4 đã chọn hai quan chức để đảm nhận vị trí tân đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ và tân thứ trưởng ngoại giao. Văn phòng của Tổng thống thông báo. Tổng thống Yoon Suk Yeol đã chọn đại sứ tại Nga Chang Ho Jin làm thứ trưởng ngoại giao thứ nhất và đề cử thứ trưởng ngoại giao Cho Yoon Dong làm đại sứ tại Mỹ. Theo phát ngôn viên của Tổng thống Hàn Quốc Lee Do Hun, Yoon Hap cho hay các đề cử đưa ra sau khi cố vấn an ninh quốc gia Kim Chung Han bị thay thế đột ngột vào tuần trước với cáo buộc phạm sai sót trong việc lên kế hoạch cho chuyến thăm của tổng thống Yoon từ Washington vào cuối tháng này. Theo hãng tin cả hai vị Trang Ho-jin và Cho Hyun-dong đều là những nhà ngoại giao chuyên nghiệp. Ông Trang trước đây là đại sứ Hàn Quốc tại Campuchia, trong khi ông Cho từng là giữ chức công sứ đại sứ quán Hàn Quốc tại Mỹ cùng với các chức vụ khác. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, một nhóm bác sĩ quốc tế cho biết một loại vaccine chống virus hợp bào hô hấp đã chứng minh được tính hiệu quả trong việc ngăn ngừa nhiễm trùng nặng ở trẻ sơ sinh khi được tiêm cho phụ nữ trong thời kỳ mang thai. Điều biết virus hợp bào hô hấp còn được gọi là RSV có thể gây ra các triệu chứng giống như cảm lạnh, đặc biệt là trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Trong một số trường hợp, chúng có thể gây ra các bệnh nghiêm trọng, chẳng hạn như viêm phổi. Theo kết quả nghiên cứu của tạp chí y học New England công bố hôm 5 tháng 4, các bác sĩ đã sử dụng loại vaccine do công ty Pfizer của Mỹ phát triển để thử nghiệm lâm sàng tại 18 quốc gia. Theo báo cáo, các mũi tiêm có hiệu quả 81,8% trong việc ngăn ngừa các bệnh nghiêm trọng ở trẻ sơ sinh trong 90 ngày sau khi chào đời. Tính trong 180 ngày đầu tiên, vaccine có hiệu quả 69,4%. Đối với việc ngăn ngừa triệu chứng, vaccine có hiệu quả 57,1% trong 90 ngày đầu tiên, 51,3% trong 180 ngày đầu tiên. Ngoài ra không có bất kỳ lo ngại nào về mức độ an toàn của loại vaccine vừa được thử nghiệm. Thưa quý vị, phát ngôn viên chính phủ Đức cho biết quốc gia này và Pháp đang tiến hành thủ tục để tham gia quá trình tố tụng của EU nhằm phản đối luật chống lại người có giới tính thứ ba của Hungary. Reuters hôm mùng 7 tháng 4 cho hay, ủy ban châu Âu đã đưa Hungary ra tòa án công lý của Liên minh châu Âu vào giữa năm 2022 khi quốc gia này ban hành luật cấm sử dụng các tài liệu được coi là thúc đẩy đồng tính luyến ái và thay đổi giới tính trong trường học. Ủy ban cho rằng luật của Hungary vi phạm các quy tắc thị trường nội bộ của EU, các quyền cơ bản của cá nhân và các giá trị của EU. Luật định của Hungary cũng bị các nhóm nhân quyền và cơ quan giám sát quốc tế chỉ trích là phân biệt đối xử với người có giới tính thứ ba. Thậm chí chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen còn gọi quy định này là sự ô nhục của EU. Về phía Hungary, chính quyền thủ tướng Viktor Orbán lâu nay vẫn có quan điểm bảo vệ các giá trị công giáo truyền thống trong gia đình, cho rằng quy định mới được áp dụng với mục đích bảo vệ trẻ em. Theo chính phủ Đức, hiện đã có 14 quốc gia thành viên EU tham gia tố tụng, ngoài Pháp, Đức còn có Bỉ, Hà Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Đan Mạch và nhiều quốc gia khác. NHK cho biết cảnh sát Tokyo đã nhận lệnh bắt giữ 19 công dân Nhật Bản vì nghi ngờ thực hiện các vụ lừa đảo qua điện thoại từ Campuchia. Mục tiêu của nhóm người này là người sống ở Nhật Bản. Các nguồn tin điều tra cho biết giới chức Campuchia đã khám xét một phòng khách sạn ở thành phố Sihanoukville thuộc miền nam Campuchia hồi tháng 1. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện danh sách những công dân Nhật Bản được cho là mục tiêu của âm mưu lừa đảo. Nguồn tin của NHK cho biết thêm cảnh sát Nhật phát hiện danh sách trên có tên một phụ nữ ở độ tuổi 60 bị lừa khoảng 1.900 đô la giá trị tiền điện tử hồi tháng 1 năm nay. Nạn nhân đã nhận một cuộc gọi với nội dung thông báo chậm thanh toán một dịch vụ trực tuyến. Nguồn tin cho biết, cảnh sát Tokyo nghi ngờ vụ việc có liên quan đến 19 công dân Nhật đang trú tại khách sạn ở Campuchia. Lực lượng chức năng dự kiến dẫn độ các nghi phạm trên từ Campuchia về Nhật Bản và tiến hành bắt giữ. Theo cảnh sát, các nghi phạm trên tiến hành các vụ lừa đảo qua điện thoại gọi từ Campuchia vì nghĩ rằng các hoạt động của họ sẽ ít bị phát hiện hơn Nhật Bản. Reuters hôm 7 tháng 4 cho biết Chile đã ban hành luật mới và phân bổ 1,5 tỷ đô la Mỹ để chống tội phạm giữa lúc an ninh đất nước bất ổn nghiêm trọng. Quyết định trên được đưa ra giữa bối cảnh chỉ trong vòng một tháng đã có 3 cảnh sát Chile bị sát hại khi làm nhiệm vụ. Chính phủ Chile đã công bố khoản chi 1,5 tỷ đô la tăng cường bảo vệ an ninh và ban hành 4 luật mới để chống lại tội phạm có tổ chức, tội phạm buôn bán chất cấm và các loại tội phạm khác. Các biện pháp mới bao gồm hình sự hóa hành vi tống tiền, cũng như tăng các hình phạt với hành vi bắt cóc và sở hữu súng. Một luật mới vừa được ban hành quy định hình phạt gia tăng đối với các tội phạm chống đối hoặc hành hung cảnh sát, đồng thời cho phép lực lượng chức năng dùng vũ lực mạnh hơn nếu tính mạng của họ và người khác bị đe dọa. Các nhóm nhân quyền, bao gồm Tổ chức Ân xá Quốc tế đã chỉ trích luật nói trên. Tổ chức này đã phát hành một bài báo chỉ ra luật mới của Chile có thể dẫn đến nguy cơ cảnh sát lạm dụng quyền hạn và là một bước lùi trong nỗ lực thúc đẩy cải cách lực lượng an ninh, nhất là khi lực lượng cảnh sát của Chile đã đối mặt với cáo buộc vi phạm nhân quyền sau các cuộc đàn áp mạnh tay với những vụ việc biểu tình đòi bình đẳng hồi năm 2019. Tuy nhiên, thời gian qua, cảnh sát của Chile cũng đã bị tấn công. Hôm 5 tháng 4, cảnh sát Daniel Palma, 33 tuổi, đã bị sát hại trong khi làm nhiệm vụ ở trung tâm Santiago. Palma là nhân viên cảnh sát thứ ba bị tấn công trong chưa đầy một tháng. Diễn biến trên khiến công chúng phản đối dữ dội. Thưa quý vị, tình hình ở Sudan đang vô cùng căng thẳng lãnh đạo quân đội nước này hôm 6 tháng 4 khẳng định vẫn giữ cam kết chuyển giao quyền lực hướng đến bầu cử, mặc dù quân đội và nhóm bán vũ trang hỗ trợ nhanh của nước này vẫn chưa đạt thỏa thuận về việc hợp nhất sau hai lần trì hoãn. Diễn biến trên có khả năng kéo dài thời gian hướng đến thành lập chính phủ dân sự. Được biết kể từ năm 2019, Sudan được quản lý bởi một liên minh giữa các nhóm quân sự và dân sự. Tuy nhiên đến ngày 25 tháng 10, quân đội đã giải tán chính phủ và giành quyền kiểm soát đất nước gây ra làn sóng phẫn nộ. Tình hình chậm trễ chuyển giao quyền lực gần đây càng khiến nhiều người bức xúc. Theo ghi nhận của Reuters, người biểu tình đã tập hợp ở khu vực trung tâm Khartoum, hô vang khẩu hiệu quân đội không thể cai trị đất nước. Đám đông đã phong tỏa những tuyến đường chính và tuần hành qua nhiều thành phố, nhiều người còn dùng bữa chay Ramadan ngay trên đường. Lực lượng an ninh đã dùng hơi cay để kiểm soát tình hình. Được biết cộng đồng quốc tế đã ủng hộ mạnh mẽ một thỏa thuận thúc đẩy thành lập chính phủ dân sự, chấm dứt khoảng trống trong bộ máy chính trị Sudan kể từ cuộc đảo chính xảy ra vào tháng 10 năm 2021. Tuy nhiên, quân đội và lực lượng hỗ trợ bán vũ trang quyền lực của Sudan vẫn chưa thể đạt thỏa thuận sau cùng sau hai lần trì hoãn. Đôi bên đến nay vẫn tiếp tục đàm phán về việc tái cơ cấu quân đội. Các nguồn tin của Reuters cho biết căng thẳng giữa quân đội và lực lượng bán quân sự đã gia tăng trong những tuần gần đây do bất đồng về khung thời gian sắp nhập lực lượng bán vũ trang và quân đội. Quân đội muốn quá trình trên hoàn tất trong 2 năm, trong khi lực lượng bán quân sự muốn thời gian kéo dài trong 10 năm. Kèm với đó là yêu cầu quân đội tự cải tổ nội bộ. Lực lượng bán quân sự cũng đề nghị nguyên thủ dân sự của Sudan sắp tới cần chấp thuận tham gia một hội đồng, bao gồm lãnh đạo quân đội và lực lượng bán quân sự. Trong một tuyên bố vào hôm 6 tháng 3, tư lệnh quân đội Sudan, tướng Abdel Fattah al burhan nói rằng ông giữ cam kết với tiến trình chính trị hướng đến chuyển giao quyền lực cho chính quyền dân sự. Tuy nhiên, các bên cần thời gian để thiết lập khuôn khổ vững chắc để duy trì động lực cho cuộc cách mạng. Thỏa thuận cũng vấp phải sự phản đối từ Ủy ban Kháng chiến bảo vệ dân chủ. Họ từ chối đối thoại với quân đội và tổ chức nhiều cuộc biểu tình chống phe quân đội kể từ khi đảo chính xảy ra. Nhà hoạt động Gaffarhead nói, Chúng tôi vẫn muốn nhấn mạnh thông điệp không đàm phán, không hợp tác và không hợp pháp. Đây là con đường chúng tôi theo đuổi. Chúng tôi sẽ không đàm phán, người dân Sudan cũng sẽ không đối thoại với kẻ lãnh đạo cuộc đảo chính gây ra tội ác chống lại là người. Chuyển sang một số tin tức về thiên tai, Reuters cho biết bão băng kéo theo mưa và gió mạnh đã càn quét hai tỉnh đông dân nhất của Canada, khiến cây cối gãy đổ và các đường dây điện bị phá hủy. Đã có hai người thiệt mạng và hàng triệu người bị mất điện. Reuters cho biết gần một triệu người ở Quebec và khoảng 110.000 người ở Ontario bị mất điện sau trận bão băng. Tổng cộng có ít nhất 1,3 triệu trường hợp mất điện ở hai tỉnh nói trên. Được biết, dân số tại Quebec và Ontario chiếm hơn nửa trong tổng số 39 triệu dân của Canada. Các đơn vị cấp điện đang nỗ lực khôi phục nguồn điện. Tuy nhiên, quá trình này sẽ mất nhiều ngày. Điều này có nghĩa nhiều người Canada có thể trải qua kỳ nghỉ lễ phục sinh vào cuối tuần này trong bóng tối. Thủ hiến bang Quebec François Legault cho biết, một người Quebec đã thiệt mạng do bị cây đè lên người. Ông cảnh báo người dân cẩn thận với đường dây điện và cây cối gãy đổ. Một người khác ở miền đông Ontario cũng thiệt mạng với lý do tương tự. Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã thiết lập các nguồn hỗ trợ liên bang khi cần thiết. <laughs> Rõi tơ hôm 7 tháng 4 đưa tin, người dân ở các khu vực phía Bắc của Peru đã vật lộn với đợt lũ nguy hiểm sau khi bão càn quét. Nhiều nhà cửa trường học và mùa màng bị phá hủy. Video do một nhân chứng ghi lại cho thấy một người đàn ông lấm bùn sau khi sống sót trong trận lũ bùn ở thành phố Canchaque. Trong khi đó hình ảnh được ghi lại ở Chulucanas cho thấy người dân cố giữ chiếc xe ba bánh chở 12 hành khách bị ngã xuống dòng lũ. Còn tại Cajamarca, truyền thông địa phương đưa tin một người mẹ và con trai 11 tuổi đã thiệt mạng do bị cuốn trôi sau trận lở đất. Trước đó, hãng thông tấn quốc gia Argentina đưa tin vùng Pura đã hứng chịu nhiều trận rông bão hơn dự báo trong khoảng thời gian từ ngày mùng 2 đến mùng 3 tháng 4. Dịch vụ khí tượng và thủy văn quốc gia Peru cho biết là mực mưa lớn sẽ tiếp tục xảy ra trong khu vực suốt kỳ nghỉ lễ phục sinh. Thưa quý vị, một số cư dân sống gần núi lửa Nevado Tendrit vẫn không chịu di rời mặc dù chính quyền Colombia khuyến cáo núi lửa có khả năng phun trào và đang cố gắng đẩy nhanh công tác sơ tán. Reuters hôm 7 tháng 4 cho hay Colombia đã nâng mức cảnh báo mức độ nguy hiểm từ trận núi lửa lên màu cam sau khi ghi nhận gia tăng các hoạt động địa chấn. Khả năng cao núi lửa có thể phun trào trong tuần này hoặc tuần tới. Tổng thống Gustavo Petro đã ra lệnh triển khai công tác sơ tán nhanh hơn, trong khi các quan chức ứng phó thảm họa cho biết, nông dân có thể trở về chăm sóc gia súc hoặc đem chúng cùng sơ tán. Dù vậy, một số cư dân bao gồm những gia đình sống sót sau vụ phun trào năm 1985 cho biết họ sẽ không sơ tán. Evelio Ortiz, một nông dân đang cư trú ở khu vực nằm giữa tỉnh Tolima và Cundas cho biết, ông không cảm thấy sợ hãi vì đã có kinh nghiệm đối mặt với thảm họa. Nếu tình hình vẫn như ngày trước thì chẳng có gì phải sợ cả. Ông Evelio Ortiz khẳng định theo cơ quan quản lý thiên tai quốc gia Colombia, vụ núi lửa phun trào có thể tác động đến khu vực gồm 6 tỉnh với nhân khẩu khoảng 57.000 người. Việc sơ tán kịp thời là cần thiết, nhất là khi cơ sở hạ tầng kém có thể gây khó khăn cho công tác liên lạc với những cư dân sống gần vùng núi lửa phun trào. Được biết del Dendrite là núi lửa hỗn hợp dạng tầng, vụ phun trào năm 1985 là thảm họa thiên nhiên lớn nhất từ trước đến nay của Colombia và là vụ phun trào nguy hiểm thứ tư trong lịch sử loài người. Khi đó, đá lở cùng với tuyết chôn vùi toàn bộ các khu dân cư, khiến hơn 25.000 người thiệt mạng. Trong khi đó, Reuters cho biết người dân thành phố Blumenau, miền Nam Brazil đã bị sốc sau vụ tấn công vào trường mẫu giáo hôm 5 tháng 4, khiến cho nhiều học sinh thiệt mạng. Kẻ hành hung đã bị bắt giữ. Giới chức cho biết cư dân địa phương ở bang miền Nam Santa Catarina đã đặt hoa bên ngoài trường mầm non tưởng niệm các nạn nhân Patricia Ludes. Quan chức giáo dục của Blumenau nói với Reuters: "Các lớp học đã tạm khóa cửa. Ở thời điểm này, chúng tôi chỉ muốn đồng hành với các gia đình cùng họ xoa dịu nỗi đau." Chúng tôi sống ở đây và có con theo học ở các trường gần trường mẫu giáo vừa bị tấn công, đặt mình vào vị trí các nạn nhân, thực sự tôi cảm thấy đó là nỗi đau quá lớn. Tôi không biết sẽ sống sao nếu nạn nhân là con mình. Hy vọng mọi người có thể an ủi giúp các gia đình dần nguôi ngoai nỗi mất mát vừa qua. Thưa quý vị, sân bay London City đã trở thành trung tâm giao thông đầu tiên của thủ đô Anh, bãi bỏ quy định chỉ cho phép hành khách mang theo chất lỏng không quá 100 ml. Nhờ vào thiết bị quét ứng dụng công nghệ mới, hành khách đi qua cổng an ninh ở sân bay London City có thể mang theo đến 2 lít chất lỏng. Hành khách cũng không còn cần phải xếp dụng cụ vệ sinh cá nhân vào túi riêng. Họ cũng được phép để laptop và thiết bị điện tử khác trong hành lý sách tay. Giới chức Anh hy vọng có thể lắp đặt máy quét công nghệ mới tại tất cả sân bay trên cả nước trước tháng 6 năm 2024, giúp giảm thời gian chờ đợi so chiếu an ninh, bởi vì hành khách sẽ không cần phải lấy ra nhiều đồ dùng và cho vào khay đựng để đưa vào máy quét. Sân bay London City nằm cách trung tâm thành phố khoảng 16 km về phía đông và kết nối chặt chẽ với hàng loạt phi trường ở châu Âu. Đến hiện tại, đây là sân bay bận rộn nhất của Anh được giới thiệu công nghệ soi chiếu an ninh mới. Trước đó vào đầu năm nay, sân bay quốc tế nhỏ hơn ở Tyshawn, miền đông Bắc Anh đã lắp đặt thiết bị công nghệ mới. Từ năm 2006, Anh bắt đầu cấm hành khách mang theo chất lỏng quá 100mm sau khi cảnh sát phát hiện một âm mưu tấn công liên quan đến chất nổ dạng lỏng ở sân bay Heathrow. Hàng chục sân bay ở Mỹ và sân bay ở Schiphol ở Amsterdam đã lắp máy quét công nghệ cao. Sân bay lớn nhất của Anh, Heathrow, đang dùng thử nghiệm các thiết bị này. Cùng chuyển sang các tin tức nổi bật về văn hóa thể thao trên thế giới. Ở Ý, một nghệ sĩ tên Dario Gabarin mới đây đã vẽ một bức chân dung khổng lồ độc đáo của Pablo Picasso để bày tỏ sự kính trọng đối với danh họa người Tây Ban Nha nhân 50 năm ngày mất của ông. Tác phẩm được Tamparin vẽ trên một khu đất bỏ hoang rộng 25.000m2 ở đô thị Castagnaro, thuộc tỉnh Verona, bằng máy kéo. Nam nghệ sĩ chia sẻ tác phẩm này được ông lấy cảm hứng từ bức chân dung tự họa của Picasso được thực hiện vào năm 1907. Pablo Ruiz Picasso 1881-1973 từ được biết tới với tên Pablo Picasso hay Picasso là một họa sĩ và nhà điêu khắc nổi tiếng người Tây Ban Nha. Picasso được coi là một trong những họa sĩ nổi bật nhất của thế kỷ 20 mươi. Ông cùng với danh họa Georges Braque của Pháp là hai người sáng lập trường phái lập thể trong hội họa và điêu khắc. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.